Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ hai hành khách nói đùa mang súng lên máy bay, khiến chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội phải dừng khẩn cấp. Bước đầu xác định một người là phó phòng đang công tác tại công an tỉnh Thái Bình. Cụ thể, trung tá sinh năm 1983, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh Thái Bình. Trước đây, người này từng công tác tại phòng an ninh kinh tế, sau đó được luân chuyển sang phòng an ninh mạng. Hiện trung tá này đang đi học ở Hà Nội, đang thuộc sự quản lý của nhà trường. Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN-186 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội, sự kiến cất cánh vào lúc 19h25 phút ngày 7 tháng 11 đã phải tạm hoãn cất cánh vì hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Cho đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình kiểm soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm nổ. Chuyến bay VN-186 tiếp tục thực hiện hành trình lúc 22 giờ. Ngay sau khi nắm được thông tin, ngày hôm nay mùng 9 tháng 11, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ. Kết quả ban đầu cho thấy, trung tá trong vụ việc này là Lê Xuân Quang, phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh Thái Bình. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Quang đi chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội cùng anh Lê Đức Trọng, quê ở tiền Hải, Thái Bình. Vâng, và theo công an tỉnh Thái Bình, hiện tại trung tá Lê Xuân Quang đang đi học lớp văn bằng 2 tại trường Đại học Hậu Cần Kỹ thuật, công an nhân dân chưa sự quản lý trực tiếp của nhà trường. Do đó, việc xác minh xem xét xử lý do nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Công an.